Quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những lựa chọn ở phân khúc giá thành rẻ cho các bác nào mà cần những chiếc máy cưa công suất lớn nhưng mà giá thành rẻ, thì đây là một trong những lựa chọn tốt. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là chiếc máy cưa Tiger 381. Thì con này là làm thiết kế theo kiểu dáng của S-Steel 381, thì các bạn nhìn thì các bạn nhận ra ngay. Và cái này rõ ràng nhá, bên mình nói rõ rất là rõ ràng, đây là cưa Tiger 381, không phải là S-Steel. Đây chính xác luôn là cưa Tiger 381, nó thiết kế theo kiểu dáng của S-Steel. Nên là các bạn lưu ý nha, bên mình nói rất rõ. Tiền nào của ấy, dòng này thì đánh vào phân khúc cái nhu cầu sử dụng các bạn nào mà có cái mức tài chính hạn hẹp, các bạn chỉ có hơn 3 triệu thôi, thì đây là một trong những cái lựa chọn hợp lý. Giá trước này thì mình cũng đã nói qua cho bạn xe nghe rồi, hơn 3 triệu không làm xích nhá. Hàng này thì mình bán đầu riêng. Bạn nào mà lấy lam lấy xích như nào thì cấu thành nên cái mức giá khác nhau. Con này thì công suất của nó tương đương với 381 luôn, không khác tí nào cả. Cái mà các bạn quan tâm ở chiếc máy này là cái chất lượng của nó so với số tiền của các bạn bỏ ra nó có tương đương với nhau không. Hiện tại nếu mà những cái mẫu máy cưa 381 mà các bạn muốn mua hàng xịn mà mới ấy, thì các bạn sẽ bỏ ra số tiền rất là cao, đâu đó rơi vào khoảng tầm 18 triệu thì các bạn mới có thể mua được. Và cũng không phải là đơn vị nào cũng có, mà mình cũng chỉ có 1-2 con thôi. Hàng đấy là hàng siêu hiếm, dòng 381 chạy hay hơn 382 rất là nhiều. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được chi tiết và đường nét của con máy này, liệu nó có phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không. Dòng này thì các bạn lưu ý nó là dòng thiết kế theo kiểu S-Steel, nên là cái piston của nó hai xét măng nhá, hai xét măng, hơi của nó rất là căng, piston lớn, hai xét măng. Này các bạn thấy không, thông số con này thì tương đương với 381 S-Steel nhá, và đồ đạc dùng chung luôn. Các bạn mua đồ lô của dòng này rất là nhiều, sẵn cực kỳ luôn. Nếu mà bác nào ở miền Bắc thì còn lạ lạ với S-Steel, còn đối với bác nào miền Nam thì đây là một trong những dòng máy huyền thoại rồi. Đây, thiết kế của nó giống hệt luôn, không khác gì cả. Đây, cũng công tắc tắt bật máy này, công tắc tắt bật máy này, nắp xăng này, nắp nhớt này. Đây, lốc tức là hợp kim này, bô xả này. Đấy, bô xả này. Đây, hơi của nó cũng leng keng xà beng luôn. Tháo ra cho bạn xem qua một chút. Đây, lọc gió này. Đấy, chế hòa khí này. Rồi, rất là đơn giản, không có gì cả. Uzi này, cho anh xem, anh em xem. Con này nó có giảm áp nhá, do hơi nó rất là nặng nên có giảm áp này. Buzi đúc nhá, L7 nhá. Đây, đầu đúc này. Ok. Đấy nhá, các bạn thấy qua chiếc máy. Nói chung là với cái phân khúc tầm giá tiền mà hơn 3 triệu thì mình nghĩ đây là một trong lựa chọn hợp lý rồi. Bác nào mà muốn chất lượng tốt hơn, giá thành nó sẽ cao hơn. Rồi, các bạn có thể thấy được đây là một cái hình tròn. Các bạn thấy giống gì không? Giống đồng tiền đúng không? Đây là đồng tiền. Các bạn xem, các bạn đọc cái tác phẩm Đồng Hào Có Ma chưa? Đây, Đồng Hào Có Ma này. Đấy, đóng một phát này vào là cái là lại thành 381 luôn. Nên là nhiều bác lưu ý, các bạn mua hàng các bạn lưu ý cẩn thận. Đối với một số cái đơn vị nào, mình không nói tất cả, nhưng mà có một số cái đơn vị làm ăn mà nó không uy tín ấy. Có một số cái đơn vị làm ăn không uy tín ấy, họ mà chỉ cần đóng cái logo này S-Steel 381 vào thì thành 381 luôn. Nên là các bạn lưu ý nhá. Này, những cái đơn vị họ nhập hàng, họ nhập cả cái này, bên mình không dám dán vào luôn. Nó Tiger thì là Tiger, hàng rẻ, giá rẻ thôi, tiền nào của ấy. Rồi, nổ thử cho bạn nghe chiếc máy này xem vận hành như nào nhá, để cho anh em nghe cảm nhận đánh giá này. Đẩy lên là mở. Nghe tiếng hơi rất là căng, nổ căng đét luôn.
Rồi, nói chung là với phân khúc hơn 3 triệu thì mình nghĩ đây cũng hợp lý các bạn đầu tư làm xích vào nữa. Nói chung là dòng máy này thì để cho các bạn cắt những cái loại gỗ lớn nhá. Nói chung là mình cũng không cổ suý cái vấn đề mà lựa chọn những dòng máy này, vì là thật sự luôn thì tiền nào của ấy các bạn nhá. Nên là các bạn có thể vụ lựa chọn những dòng máy xịn cũng có thể được, nhưng mà tầm tiền các bạn ít hơn thì các bạn có thể chọn dòng máy này. Nói chung mình đưa lên để cho các bạn có thể nhiều lựa chọn hơn đối với một số cái nhu cầu mà các bạn có cần cắt loại gỗ lớn mà tiền tài chính các bạn có hạn hẹp ấy. Các bạn không đủ để đầu tư lên những chiếc máy xịn ấy. Thì đây cũng là một trong những lựa chọn hợp lý, mang tính chất thời điểm. Các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề thời điểm, tức là các bạn cần nhu cầu cắt gỗ lớn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những cái video mới nhất của điện máy Minh Sơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.